Những đồng nghiệp thân mến, như chúng ta biết, thứ lỗi, hiệu trưởng đang đeo kính vào. Hẳn có lý do. Giải thưởng giáo viên tuyệt nhất sẽ được trao tặng vào hôm nay. Cô Mary đã 5 năm liên tiếp gần đây giành giải. Không phải là trong ca của tôi chứ. Nhưng khoan đã nào, vẫn còn người nữa. Đây là Ricky, chúc may mắn. Thêm một đối thủ nữa ư? Cô ấy hẳn không biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì đâu. Ricky, rất vui được gặp cô. Có thể là chuyện vui với một số người, nhưng không vui với số khác. Như bàn tay của cô giáo viên mới vậy. Điều này đồng nghĩa với tuyên chiến. Và trong chiến tranh mọi thứ đều được chấp nhận. Cô Mary thắng mọi năm đều là có lý do. Không được gian lận trong tiết của tôi. Đến lúc phải vạch ra một kế hoạch cực đen tối. Có vẻ như cô Amber đã trong cuộc chiến. Kế hoạch của cô hẳn là rất bí mật. Đây là... Ủa, những học sinh này tập trung quá nhỉ? Tốt hơn rồi. Đây là kẻ thù chung của chúng ta. Hãy ghi nhớ gương mặt này. Những học sinh này đều biết cô Mary. Cô luôn cho chúng điểm F. Đến lúc giấu tài liệu gian lận rồi nè. Nhưng đừng lộ liễu quá. Tiết học bắt đầu. 3, 2, 1. Vũ trang cho mình nào. Giờ thì thao tác khá chậm, nhưng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Gian lận đi, nhưng khôn ngoan vào. Không, kế hoạch đang trên đà thất bại. Trong hàng ngũ của ta có kẻ phá hoại. Nhưng ta vẫn chưa thua đâu nha. Không đúng lúc chút nào. Điện thoại của mình đang reo. Cà phê lại còn nóng. Nó đã từng sẽ là cấp cho giáo viên tuyệt nhất. Bọn họ sẽ xé mình thành từng mảnh mất. Thời điểm đặc biệt thì phải cần biện pháp đặc biệt. Chúng ta sẽ cần một cốc nhựa, tay cầm bằng bìa cứng, một nắp bịch và một lọ rắc muối. Kết dính chúng với nhau bằng nhiệt và dùng sơn phun vàng phủ lên. Chúng ta cũng cần một bệ đỡ nữa. Giờ chiếc cúp đã hoàn thành. Nó trông giống hệt chiếc cúp thật luôn. Nếu nhìn từ 10 ra, mình tự hỏi ai sẽ giành được nó vào năm nay. Xăm bài lên tay để gian lận hả? Cậu chàng quả là thiên tài. Nhưng cậu sẽ không thể đạt giải Nobel toán học. Điều này là chắc chắn rồi. Kiểm tra hình xăm tìm lỗi sai. May là cô giáo tồi nào cũng có một máy xăm hình dưới gầm bàn. Sửa lỗi sai bằng mực đỏ. Hoàn hảo. Nó thật thời trang, hữu ích và chính xác. Khẩu trang rất là quan trọng trong những ngày này đó nha. Thậm chí cả trong giờ thi. Đặc biệt là khi nó giúp bạn được qua môn. Ta sẽ cần một chiếc khẩu trang thông thường. Cắt bỏ quai đeo cũ và dùng hồ nóng để dán quai đeo dài và đàn hồi hơn vào. Giờ thì đặt tài liệu vào bên trong. Và bạn đã được bảo vệ sức khỏe và có điểm cao rồi. Mang những vật dụng yêu thích bên người thật tuyệt. Giờ bạn sẽ không bao giờ buồn chán trong giờ học. Nhưng bạn không được phép chỉ chơi bời leo lỏng suốt tiết học. Đặc biệt là khi kỳ thi đang đến gần. Nếu vật dụng của bạn rơi vào tay nhầm người, bạn có thể gặp rắc rối to đó nha. Cái gì đây? Cười lên nào. Em và tài liệu quay cóp của em đang được chụp hình đấy. Cười lên với camera nào và gọi phụ huynh của em đi. Thôi ngay, đây là công viên cho em trượt ván sao? Có thể không phải là công viên, nhưng đây có vẻ là một thắng lợi của cô Amber. Yeah, ít nhất lần này chúng ta sẽ không trượt môn. Làm bài thi lượng giác giữa kỳ mà chúng nó có vẻ vui vẻ quá. Một bài thi khác, trò này đang trở nên cũ rồi. Đến lúc dùng kỹ thuật khác rồi. Gấu vườn. Chúng không những thời trang mà còn hữu dụng nữa. Lấy chiếc quần bình thường, lộn mặt trong ra, dùng cọ vẽ và sơn acrylic để viết công thức. Đừng cuốn lên, thử lại lần nữa trên chiếc quần khác nào. Sơn khô rồi và giờ chiếc quần đã có thể mặc được. Một con điểm cao đã nắm chắc trong tay. Và cú chốt hạ là phải tỏ ra thật suy tư khi rời phòng thi. Một bộ đồ khả nghi, nhưng chắc do đang là tháng 11. Đừng đưa hành tây cho cô Amber, có thể gây ra rắc rối lớn đấy. Lõi mới của địa cầu có thể làm cho giáo viên nghiêm túc nhất khóc đấy. Một kế hoạch tuyệt vời. Tôi phải đi đây. Chúng ta sẽ đi vào một chủ đề quan trọng hôm nay: biến đổi khí hậu. Tình hình đang rất tệ, nhưng cái mùi này còn kinh khủng hơn. Tôi không thể ngừng rơi nước mắt được. Thầy thể dục chạy đến giải cứu. Lại đã làm. Ở trong mắt kính à? Hiệu trưởng đeo kính. Thầy Quentin biết cách quan tâm đến người khác, nhưng lại chẳng hiểu gì về mùi khó chịu. Bọn họ lại đang âm mưu điều gì đó nữa đây. Wow, ai đó đã quên đánh dấu lượt nghỉ kìa. Ồ không, đây là bút mực màu. Và thầy thể dục vào thời điểm không đúng chút nào. Kế hoạch thật nguy hiểm rồi. Vết màu thì đúng đó, nhưng lại sai mục tiêu. Thầy Quentin lại lần nữa tình cờ cứu nguy cho cô Mary. Thật ngọt ngào. Cô giáo xấu tính không hề lường trước được điều này. Một bài kiểm tra nữa. Và cô Mary đang cảnh giác khá cao. Có vẻ như chúng ta đều sẽ phải thi lại mất. Nhưng cô giáo xấu không muốn mất chiếc cúp. Đến lúc cho một vụ công kích của tình yêu nào. Mình đã biết là giữa bọn mình có điều gì đó rồi mà. Đến lúc rồi, chúng ta đã được huấn luyện rồi mà. Thầy thể dục có vẻ chẳng hiểu gì, nhưng dù sao thầy cũng rất thích những chiếc bánh donut. Và giờ đây thì cô Kelly và cô Amber đang đánh nhau 2 phần thưởng. Súng cao su, vật lý, đồ thị. Thật vô vị và chẳng hữu ích gì. Nhưng giáo viên biết tất cả mọi thứ về khoa học. Để làm súng cao su, bạn cần 4 ống hút. Cắt đôi tất cả, dán chúng thành một khung và dán thêm 2 ống hút nguyên cho chắc chắn vào. Sau đó là một mũi tên từ nắp chai và ống hút. Lắp nó vào và cho dây chung vào. Giờ bạn đã có thể xua tan sự chán nản thật phong cách rồi. Nhắm vào cô rồng đeo kính đang thét ra lửa đi. Bà phải chắc chắn đã thủ tiêu hung khí à nha. Là ai làm? Là em sao, Evie? Cảm ơn trời, ít nhất đã có một trò lắng nghe bài giảng của cô. Nếu bạn muốn thầy giáo thể dục thích bạn, bạn cần phải suy nghĩ như một giáo viên thể dục. Sách là tạ và nhảy dây. Tập luyện thì tốt và mọi thứ đấy. Nhưng trái tim của thầy thì khó chạm đến quá. Có vẻ như thầy ấy hứng thú với đồ ăn hơn. Lượt này sandwich cá ngừ thắng. Vòng chung cuộc đây rồi. Mọi Mọi người đã cạnh tranh căng thẳng, nhưng không phải ai cũng chơi đẹp nha. Nhưng điều đó không quan trọng. Và giải giáo viên tuyệt nhất năm nay thuộc về người chơi đẹp nhất, thầy Quentin. Thầy ấy không có vẻ là quá hạnh phúc khi giành được cúp, không giống những người còn lại. Giờ thì có vẻ đúng hơn rồi. Và chúng tôi không buồn, không một tí nào luôn. Này, hãy rạch nát tất cả các bóng ở phòng tập nào. Có người nào trong số những giáo viên này gợi nhớ cho bạn về thầy cô của mình không nào? Hãy cho chúng tớ biết ở phần bình luận. Hãy like video này và đừng quên đăng ký kênh của bọn tớ để không bỏ lỡ video mới nha.